Chiều ngày qua, chiều ngày 23 tháng 7 thì một số mẫu TV của Samsung giảm rất là sâu. Các kích thước màn hình 75 inch và 85 inch có cái nhịp chạm xuống thêm vài triệu nữa. Tuy nhiên thì đối với 75 inch của Sony hiện tại, tìm một chiếc TV hội tụ đầy đủ các yếu tố từ cấu hình, từ bộ nhớ nhiều, từ chip xử lý mạnh mẽ cho tới chất lượng hình ảnh hiển thị sắc nét, sống động thì đừng bỏ qua cái mẫu này. Đây là một trong những mẫu 75 inch được bán rất là nhiều trong năm 2023 và tại cái thời điểm tháng 7 của 2024 này thì cũng không có cái mẫu nào ngon và rẻ như mẫu này nữa. Chào mừng các bác quay trở lại với cả Minh Anh Channel. Tiếp tục là một video cập nhật thông tin giá bán của những chiếc TV được nhiều khách hàng quan tâm trong thời gian vừa rồi. Hiện tại thì Sony với kích thước màn hình 75 inch và 85 inch đã ra những mẫu mới nhất trong năm 2024. Và chiều ngày hôm qua ngày 23 tháng 7 thì Samsung cũng giảm giá một loạt những chiếc TV với kích thước lớn của mình. Những mẫu TV của Samsung có giá bán từ nhỉnh 20 cho tới xấp xỉ 30 triệu thì cũng giảm khoảng vài triệu so với cả thời điểm trước. Nhưng mà đi tìm 75 inch của Sony ngon, có cấu hình cao, có bộ nhớ nhiều, chip xử lý mạnh mẽ, màu sắc tươi sáng, sống động và chân thực thì sẽ vẫn là cái lựa chọn con X80L này. Đây là mẫu Google TV mà Sony ra mắt trong năm 2023, đang được tiếp tục sản xuất bán trong năm 2024 này. Cái điểm hiếm hoi của X80L tầm này ấy, là các bác chỉ mua được 75 inch hoặc 85 inch thôi. Còn kích thước màn hình 55 inch và 65 inch hiện tại đã không còn hàng, thay thế hoàn toàn bằng những mẫu mới trong năm 2024 là mẫu S30. Còn S30 thì đang có giá khá là chát với kích thước màn hình 75 inch, bán với giá khoảng xấp xỉ 27-28 triệu. Nhưng 75X80L thì có giá rất là sâu, đang giảm về còn nhỉnh 24 triệu thôi. Nhu cầu các bác mua mới, các bác thay thế cho những chiếc TV hiện tại đang sử dụng tại nhà ấy, thì thường thì các bác sẽ lựa chọn đổi lên kích thước màn hình lớn hơn. 65 inch là 1m45, còn 75 inch là 1m67. Khoảng cách tối thiểu của 65 và 75 là từ 3m rưỡi trở lên. Đấy, các bác hình dung là gì? Là đã đổi mới, đã nâng cấp cho những chiếc TV cũ đã sử dụng tại nhà thì thường sẽ là xu hướng tăng cái kích thước màn hình lên. Không có ai đổi TV nhỏ hơn để dùng cả. TV bây giờ thì có khá là nhiều các công nghệ hiện đại, từ cái xử lý cái màu sắc, độ sáng, độ tương phản, công nghệ màn hình chống mỏi mắt. Và hiện tại đối với 75X80L bán với giá nhỉnh 24 ấy, thì đây cũng là một trong những chiếc TV có kích thước màn hình 75 inch, chiều dài tới 1m67, giá rẻ nhất hiện tại bây giờ. 75S30 của Sony, mẫu mới trong năm 2024 thì có giá bán khá là cao, bán khoảng 279. Và năm nay thì cái mẫu S30 thay thế cho con X80L này ấy, thì nó hạn chế và nó còn có cấu hình thấp hơn so với cả X80L. Bộ nhớ của thằng S30 chỉ là 16GB thôi. Còn đối với X80L của 2023, ra mắt trong năm 2023 thì đang có bộ nhớ tới 32GB. Cái bộ nhớ này thì nó liên quan tới cái khả năng TV nó có thể lưu trữ được nhiều các ứng dụng giải trí. Các bác sử dụng này, các bác nhìn thấy bộ nhớ của nó này. Bộ nhớ của X80L nhé, 32GB, bộ nhớ dùng chung này. Dung lượng lưu trữ hiện tại sau khi mà đã trừ hết những cái ứng dụng đã tải xuống thì nó vẫn đang còn chống tới 20GB nữa. Mọi người có thể tải thêm được các cái chương trình giải trí, xem phim, xem thể thao, chương trình xem bóng đá, xem trực tuyến các cái show ca nhạc, hay đơn thuần là các bác muốn tải thêm được các cái trò chơi, những cái ứng dụng phục vụ nhu cầu sử dụng của nhiều lứa tuổi thành viên trong gia đình của mình. Khi mà các bác xem video, chẳng như các bác truy cập TikTok, khi mà các bác xem YouTube thì nó cũng tự động nó sinh ra dữ liệu. Với những chiếc TV mà có bộ nhớ nhiều như vậy ấy, thì nó sẽ giảm thiểu cái hiện tượng TV nó bị đơ, bị lag, bị chậm. Đấy là cái khác biệt của những chiếc TV chạy hệ điều hành Android. Với Google TV hiện tại thì cái điểm nổi bật của Sony ấy là họ sử dụng cái bản hệ điều hành này là bản gốc của Google luôn. Nên là tất cả những cập nhật mới của Google sẽ được thay đổi này, sẽ được nâng cấp trong tương lai. Các bác dùng tìm kiếm nội dung ở trên YouTube, sử dụng trợ lý ảo bằng giọng nói mà không cần cầm điều khiển, tức là rảnh tay đấy, thì nó cũng cho cái kết quả chính xác bằng mật mã.
Đấy, với X80L được trang bị trợ lý ảo Google Assistant, các bác có thể ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt. Con này thì sản xuất tại Malaysia. Cái điểm nhấn, cái điểm nổi bật của cái con X80L này là nó có thiết kế bề mặt phía trước thì khá là tinh tế, gần như là tràn viền ba cạnh. Đối với thiết kế của một chiếc TV LED lần thì khi mà các bác nhìn ngang thì cảm nhận là nó hơi bị dày. Nhưng mà cái việc mà sử dụng cái hệ thống bóng đèn LED với các cái khu vực của đèn lần ấy, nó chứa nhiều bóng đèn thì đương nhiên là TV nó sẽ có cái kích thước dày. Bề dày của TV nó khoảng xấp xỉ 6-7 cm. Nhưng mà LED lần thì sẽ cho cái chất lượng hiển thị từ độ sâu của một ren, từ cái độ sắc nét chi tiết của các khung hình có màu tối ấy, thì nó sẽ đẹp hơn, tươi sáng và cho cái chi tiết hiển thị hơn. LED lần X80L có chip xử lý X1 4K HDR. Với con chip X1 này thì nó cho màu sắc ngoạn mục, cho cái độ sắc nét chi tiết và chân thực giống như cái màu sắc của cuộc sống bên ngoài vậy. Google TV X80L hiện tại thì nó có các cái kích thước màn hình từ 8.5 inch này, 7.5 inch, 6.5, 5.5, 50 và 43. Nhưng duy nhất chỉ còn 7.5 và 8.5 inch là các bác mua trong cái khoảng thời gian tháng 7 của 2024 này là còn hàng thôi. Còn 6.5 inch, 5.5 inch, 50 inch và 43 inch thì sẽ không còn hàng nữa. Tức là nó chỉ còn là 7.5 và 8.5 inch là còn hàng mới nhá. Các bác mua thì hàng là hàng chính hãng, và mua về tại nhà các bác sử dụng ấy thì là hàng chưa kích hoạt bảo hành. Thường trong một tháng đầu tiên thì bên em sẽ kích hoạt bảo hành để phục vụ các bác. Kích hoạt bảo hành xong thì là TV sẽ được hỗ trợ suốt trong 2 năm tại nhà. Bất cứ các bác ở đâu trên toàn lãnh thổ ở Việt Nam này thì có vấn đề gì thì nhân viên kỹ thuật sẽ về tận nhà hỗ trợ cho các bác. Google TV còn có một số những cái ưu điểm vượt trội sau nữa. Ngoài cái khả năng tải thêm được các ứng dụng, các chương trình từ bên ngoài, đấy, các bác cũng có thể trình chiếu nội dung từ thiết bị của các bác lên, không cần phải sử dụng dây. Đấy, trình chiếu nội dung từ điện thoại lên, đấy, từ các thiết bị ngoại vi, từ màn hình cá nhân của các bác lên thì cũng đơn giản và dễ dàng. Ở Google TV thì cũng có những cái bản cập nhật. Đấy, đối với cái hệ điều hành của Google ấy, thì giao diện nó trực quan, ứng dụng tập trung, người dùng dễ dàng có thể bao quát để có thể lựa chọn các chương trình. Đấy, hay là các bác muốn là tùy chỉnh các chế độ của TV, từ cài đặt hình ảnh, chế độ hình ảnh, từ độ sáng, ngay cả cái việc mà tắt bật cái cảm biến ánh sáng, nó tự động là nó thay đổi tùy vào cái môi trường xung quanh, hay là cài đặt âm thanh, kết nối loa, hay là cài đặt cho TV cái mạng internet, hay kết nối Bluetooth ấy, thì Google TV cũng có cái cài đặt nhanh rất là tiện để có thể sử dụng. Mã hàng này thì được ra mắt trong năm 2023 là một trong những mã bán nhiều nhất trong năm vừa qua, với kích thước màn hình 75 inch. 75 inch thì được lựa chọn rất là nhiều, không quá nhỏ, không quá nhỡ và không quá lớn. Kích thước này thì phù hợp cho những cái phòng khách từ 30-50m2, và vị trí của người xem cho tới điểm đặt của TV ấy, là từ 3m5 là các bác đã có thể sử dụng được TV 75 inch rồi. Mẫu này thì hiện tại các bác hình dung là với những ứng dụng có sẵn ấy, thì mọi người có thể là truy cập ngay khi mà cài đặt xong, nhưng cũng có thể tải thêm được các ứng dụng tại tab ứng dụng này. Nó chia ra rất là rõ ràng và mạch lạc để có thể là tìm kiếm tùy theo cái nhu cầu, từ giải trí này, từ muốn là nghe nhạc hay là xem âm thanh này, các cái công cụ, các lối sống, tin tức giật, hay là những cái ứng dụng phục vụ cái nhu cầu kiểm soát file, hay là cài thêm được từ bên ngoài. Để mà tìm một chiếc TV có cái hệ điều hành thông minh, rồi có cái việc là gì, là hỗ trợ người dùng tìm kiếm nội dung giải trí. Các bác muốn tìm kiếm nội dung bằng điều khiển hay ra lệnh cho TV bằng giọng nói thì X80L được trang bị cái công nghệ tìm giọng nói rảnh tay rất là nhạy. Ok Google, trở về màn hình chính. Đấy, các bác thấy không? Em ra câu lệnh cái thì ngay lập tức TV nó thực hiện, nó trở về cái màn hình menu chính. Không có sai lệch bất cứ gì, một cái kết quả nào cả. Chỉ trong vài giây, trong khoảng tích tắc thôi thì TV nó đã nhận câu lệnh của người dùng và thực hiện thao tác như vậy. Mẫu này thì sẽ có thời gian bảo hành 25 chính hãng. Các bác mua tại Ecomart trong một tháng đầu, nếu dùng, nếu mà gặp lỗi của nhà sản xuất ấy, đổi mới 1-1 luôn. Đấy, thiết kế ở bề mặt phía trước tràn viền khá là tinh tế sang trọng, chân đế cũng rất là cao, đảm bảo cho các bác có thể để thêm được một cái loa sau ba ở phía trước mà không bị che lấp cái màn hình ở phía sau, phục vụ nhu cầu xem, nghe, giải trí đơn giản. Mẫu này thì đang có trưng bày tại Ecomart Đông Anh nhé, các bác có thể qua trực tiếp để trải nghiệm.
thông tin các bác cần hỗ trợ thì có thể bình luận bên dưới video hoặc gọi về theo đầu số 0974 178556 để em hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác.